cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tuần đầu tiên của phiên xét xử vụ án Vạn Thành Phát, Trương Mỹ Lan, thủ đoạn rút ruột ngân hàng SCB cùng vai trò chi phối của bà Lan dần được phơi bày qua cáo trạng và lời khai từ các bị cáo. Trước tòa, 79 trên 86 bị cáo, 5 người đang bỏ trốn, thừa nhận cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là đúng pháp luật. Nhiều bị cáo đã trần tình về vi phạm bắt nguồn từ niềm tin tuyệt đối vào bà Trương Mỹ Lan, dẫn đến chuỗi hành vi phạm tội liên tiếp. Theo cáo trạng năm 2011, khi chính phủ chủ trương sắp nhập tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém là SCB, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất, những ngân hàng mất thanh khoản do quản trị thiếu hiệu quả đã tự nguyện hợp nhất Lúc này, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thành Phát Trương Mỹ Lan đã là bà chủ đứng sau hai ngân hàng SCB cũ và Việt Nam Tín Nghĩa, quyết định thu gom hết cổ phần của ngân hàng đệ nhất. Ngày 1 tháng 1 năm 2012, SCB trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất, chỉ đứng sau 4 ngân hàng vốn nhà nước là Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank. Sau sắp nhập, bà Lan chủ trương sử dụng thân tính và thuê người đứng tên để thu gom 86% cổ phần SCB, đến năm 2018, tỷ lệ trên nâng lên 91%, đồng nghĩa việc Chủ tịch Vạn Thành Phát Trương Mỹ Lan chi phối mọi hoạt động của ngân hàng. Bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ cho vay giải ngân, bà Lan đã vay tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng của SCB, gấp 100 lần vốn điều lệ của ngân hàng khi mới sáp nhập là 10.584 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cho rằng bà Lan nắm trong tay hơn 3 phần tư của phần SCB dễ dàng sắp đặt toàn bộ nhân sự lãnh đạo ngân hàng, ba đời chủ tịch SCB gồm Nguyễn Thị Thu Sương 2012-2013, Đinh Văn Thành 2014-2020, Bùi Anh Dũng 2020-2022 đều do bà này dựng lên. Khi có nhu cầu vay tiền, bà Lan đồng thời ra lệnh cho những thân tín tại Vạn Thịnh Phát tiến hành thủ tục và SCB hợp thức hóa hồ sơ. Viện Kiểm sát xác định 11 bị cáo nhận lệnh trực tiếp từ Bà Lan có vai trò đồng phạm giúp sức, chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng từ SCB. Sau khi nhận chỉ thị, ban điều hành triển khai cho quản lý các chi nhánh phòng ban nghiệp vụ lập hồ sơ nâng khống giá tài sản đảm bảo, duyệt khoản vay cho nhóm Vạn thịnh phát, hầu hết được giải ngân trước, hoàn thiện giấy tờ sau. Phối hợp trực tiếp với ekip SCB là nhóm nhân sự chủ chốt tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái vạn thịnh phát với vai trò quản lý các công ty ma, thuê cá nhân đứng tên, lập phương án kinh doanh ảo, thổi giá thẩm định tài sản để vay vốn. Theo cáo trạng, từ khi Ngân hàng Hợp nhất năm 2012 đến lúc vụ án bị khởi tố vào tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo giải ngân 2.527 khoản vay ở SCB, bình quân mỗi hồ sơ có dư nợ hơn 422 tỷ đồng. Trong hơn 10 năm, SCB luôn thuộc nhóm ngân hàng chào mời lãi suất tiết kiệm cao nhất Việt Nam. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi tại ngân hàng này thường tương đương hoặc cao hơn mức bình quân của toàn ngành ngân hàng. Thu hút được nhiều người gửi tiền, nhưng SCB dành hơn 93% tổng ngân sách cho vay chỉ để phục vụ yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan. Cáo trạng nêu, mỗi khi đến hạn trả nợ, bà Lan lại tiếp tục tạo lập những khoản vay mới để tất toán nợ cũ, song song với phục vụ các nhu cầu khác. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, nhóm khách hàng liên quan bà Lan có 1.284 khoản vay với dư nợ gốc 483.971 tỷ đồng, tương đương gần 377 tỷ mỗi hồ sơ tín dụng. Hơn 85% trong số này là các khoản vay được lập sau năm 2018. Toàn bộ hồ sơ của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB trên giấy tờ đều tuân thủ nguyên tắc giá trị tài sản đảm bảo lớn hơn số tiền cho vay, nhưng kết quả thẩm định sau cùng trong quá trình điều tra kết luận. Chỉ 520 trong 1.166 mã tài sản, đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản vay liên quan nhóm Vạn Thịnh Phát. Tổng giá trị hơn 179.000 tỷ đồng, tương đương 37% dư nợ gốc đã được giải ngân cho bà Lan. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 483.971 tỷ đồng. Phần chênh lệch còn lại với dư nợ gốc hơn 304.000 tỷ đồng được viện kiểm sát xác định là số tiền bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB. Phần nợ gốc này còn phát sinh hơn 193.000 tỷ đồng tiền lãi, được cáo trạng xem là thiệt hại bà Lan gây ra cho SCB vì không thể thu hồi sau khi vụ án khởi tố. Tại tòa, các bị cáo đều mong muốn được khắc phục hậu quả. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở SCB và đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục tài sản đã kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, bị cáo Lan cũng có nguyện vọng chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho mình. Số tiền được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Lan để đưa vào ngân hàng SCB nhằm khắc phục thiệt hại. Trong 80 bị cáo được xét hỏi tại tòa trong tuần đầu xét xử, bà Trương Mỹ Lan là người duy nhất phủ nhận mọi cáo buộc dẫn đến 3 tội danh bị truy tố gồm tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ. Trong phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư, Trước câu hỏi của luật sư Nguyễn Văn Hậu, bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng về việc có phải bị cáo là người lựa chọn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận. Trước lời phủ nhận này của bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư hậu công bố lời khai của bà Lan tại cơ quan điều tra. Theo đó, bà Lan khai, tháng 12 năm 2020, khi ông Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, đưa vợ con ra nước ngoài chữa bệnh, đã dẫn Bùi Anh Dũng lên gặp bà Lan giới thiệu và nói, Dũng là người hiền lành nên Thành tiến cử làm chủ tịch hội đồng quản trị, thay trong thời gian Thành ở nước ngoài. Tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận lời khai này, không phải anh Thành chỉ nói với tôi sẽ để Dũng làm chủ tịch trong thời gian đưa vợ con đi chữa bệnh. Luật sư hậu tiếp tục công bố lời khai của bị cáo Dũng tại cơ quan điều tra. Theo đó, dịp Tết năm 2020, bị cáo được bà Trương Mỹ Lan thưởng 20 tỷ và Tết 2021 lại được bà Lan thưởng thêm 20 tỷ. Tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục phủ nhận lời khai này. Bị cáo nhớ vợ con Dũng cũng làm tại ngân hàng SCB. Lúc đó bị cáo nói với Dũng, em là chủ tịch, chủ tịch mà có phu nhân mà làm ở đây thì kỳ lắm. Em cho vợ nghỉ đi, con thì từ từ, chị cho em tiền này. Tôi không nhớ đã cho Dũng 2 tỷ hay 20 tỷ, bị cáo Trương Mỹ Lan khai. Tương tự, luật sư hỏi bà Lan về quan hệ giữa bà và bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, thì bà Lan cho rằng không có quan hệ gì. Được hỏi bị cáo có thưởng cho Hoàng không, bà Lan nói, cái gì tôi cho rồi thì tôi không nhắc, không nhớ tới nữa. Việc bị cáo xác định có cho và cho tổng thể nhân viên, bị cáo xác định cho tiền thì có thể liên quan đến hội đồng quản trị hay tổng giám đốc phải xét duyệt số cổ phần cho nhân viên SCB không? Luật sư hỏi. Bà Lan nói không biết ai thực hiện xét duyệt cổ phần cho nhân viên SCB. Tôi chỉ cho thôi, toàn bộ là tiền của tôi. Tôi không lấy tiền của bất cứ ai đem cho, bà Lan nói. Luật sư hỏi, lấy gì chứng minh tiền bị cáo cho bộ phận nhân viên SCB thì bà Lan trả lời, tôi không cần chứng minh vì nó rất nhỏ với tôi. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục phủ nhận cáo trạng và lời khai của các thuộc cấp về việc mỗi khi cần tiền sẽ chỉ đạo Trương Khánh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung để hai người này thông báo cho Bùi Anh Dũng khoản vay nào của Trương Mỹ Lan, khoản vay nào của Vạn Thịnh Phát trả lời luật sư bảo chữa cho mình, bà Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB cho biết, khoản vay đã cơ cấu là khoản vay đã tới thời hạn trả nhưng không trả thì được cơ cấu khoảng thời gian dài hơn, gồm cơ cấu cả gốc và lãi hoặc cơ cấu gốc trả lãi. Thực tế hầu như tại SCB là khoản vay ngắn hạn, khi tới hạn chỉ có hai phương pháp là trả vào hoặc cơ cấu trả vào là có khoản vay mới để đáo hạn khoản vay cũ khoản vay mới thì dòng tiền không đi ra ngoài mà để trả khoản vay cũ được hỏi về 617 hồ sơ vay vốn từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022, có bao nhiêu khoản vay không có giải ngân mà chỉ tất toán nợ cũ tạo nợ mới, bà Dung nói không nhớ được vì số lượng nhiều, thời gian lâu, cũng không thống kê khoản nào rút ra, khoản nào đi tiền mặt nên không có số liệu chính xác về giải ngân bao nhiêu và nợ bao nhiêu. Có nhiều khoản vay vào thời trước khi bà Dung bị bắt là thời điểm đến hạn rút nhiều khoản vay tại SCB, hầu hết là vay để thanh toán khoản vay cũ. Bị cáo nghĩ mình làm sai, mình nhận, không né tránh, nhưng số liệu quá lớn lên đến 200.000 tỷ, số giải ngân không chỉ trả cái cũ. Bị cáo nghĩ hành vi chỉ là che giấu, chứ số tiền thất thoát đã có từ trước rồi, nên bị cáo mong tòa xem xét phần số liệu thất thoát cho rằng do bị cáo gây nền, bà Dung nói. Bà Dung cũng thừa nhận đối với khoản vay 1.500 tỷ của công ty Tường Việt, bà đã làm sai quy trình tín dụng. Thời điểm thực hiện, tài sản đảm bảo là khoảng 39 triệu cổ phần của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn. Công ty này có dự án lớn bên quận 2, bị cáo đánh giá cao cổ phần đó. Sau này, khối tài sản đảm bảo được rút ra và đổi bằng tài sản khác. Bà Dung xin hội đồng xét xử, xem xét lại thiệt hại. Dự án được thế chấp tại SCB, tương đương 35% cổ phần, khoảng 35.000 tỷ, nên tài sản đó đảm bảo nhiều khoản vay tại SCB. Trong phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư, trả lời câu hỏi của luật sư Giang Hồng Thanh về việc ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn và hai người cháu đi thu hồi nợ thì con gái có gặp áp lực gì không? Bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời, nếu không có sự hỗ trợ của hội đồng xét xử và cơ quan chức năng thì chắc chắn con gái bà sẽ gặp nhiều áp lực. Theo bà Lan, con gái bà bị mắc bệnh bại liệt tới tận năm 15 tuổi mới có thể đi lại bình thường. Thời gian gần đây, sức khỏe Chu Duyệt Phấn có dấu hiệu không tốt. Bà định đưa ra nước ngoài kiểm tra nhưng chưa kịp thực hiện thì vợ chồng bà bị bắt giữ. Bà Lan lo lắng nếu con gái mình quá áp lực, bệnh tình sẽ tái phát. Trước lo lắng này của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa Phạm Lương Toàn cho biết, tòa đã có thông báo hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng sẽ giúp bị cáo thu hồi nợ để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bà Lan cho biết Chu Duyệt Phấn cũng đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Chu Lộc Cơ cũng có đơn nhờ hội đồng xét xử hỗ trợ thu hồi các khoản nợ mà các cá nhân và tổ chức đang thiếu nợ chồng bà để khắc phục hậu quả. Trả lời câu hỏi của các luật sư để làm rõ thiệt hại, hành vi của các bị cáo, ông Chu Lộc Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan nói bản thân sở hữu hơn 99% công ty cổ phần đầu tư Times Square chu lập cơ đã ký văn bản cho phép vợ mình sử dụng tài sản để thế chấp nhằm giúp tái cơ cấu ngân hàng scb theo đề nghị về lần ký thứ hai mặc dù trương mỹ lan không nói gì nhưng bị cáo vẫn ký vì nghĩ là để giúp ngân hàng bị cáo dù không biết tiếng việt nhưng tin tưởng vào nhân viên trợ lý của mình nên vẫn ký chu lập cơ trình bày và nói thêm không biết gì về tình hình sử dụng các tài sản khoản vay tại scb Bị cáo hoàn toàn không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay. Bị cáo không cố tình ký văn bản. Bị cáo thừa nhận mình ký là sai. Bị cáo mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục, Chu Lập Cơ trình bày. Bị cáo Chu Lập Cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cáo trạng thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội Cổ đông quyết định số 13 ngày 10 tháng 12 năm 2012, biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2012 của công ty Times Square chấp nhận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức do bà Lan chỉ định sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn trương mỹ lan đã chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty times square lập các hồ sơ vay vốn khống nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp cho Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi nên các khoản nợ đến hạn nhưng không trả được. Trương Mỹ Lan thuyết phục Chu Lập Cơ ký biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square ngày 15 tháng 8 năm 2017 biên bản này cho phép tiếp tục sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ tổng dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ chu lập cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, tổng cộng dư nợ là hơn 39.200 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức vay vốn nêu trên là hơn 30.000 tỷ đồng. Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Các luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Luật sư Trần Minh Hải hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về việc SCB đang quản lý 649 tài sản có nguồn gốc của bị cáo Lan. Theo luật sư Hải, bị cáo Lan đang thụ hưởng 649 tài sản này nhưng các tài sản chưa được tính khấu trừ vào để giảm thiệt hại trong vụ án bị cáo có đồng ý giao 649 tài sản này cho SCB khấu trừ thiệt hại không? Luật sư hỏi bị cáo Lan. Bị cáo Lan trình bày, tôi đồng ý nhưng không phải giảm thiệt hại vì tôi không làm gì sai. Tôi cho SCB mượn tài sản để giải quyết các vấn đề tài chính của SCB nhưng phải định giá đúng giá trị tài sản. Liên quan đến 649 tài sản này, cáo trạng thể hiện quá trình tạo lập các hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã đưa 1.166 mã tài sản để đảm bảo cho 1.284 khoản vay. Tổng giá trị tài sản đảm bảo đã bị nâng khống ghi nhận trên sổ sách là 1.265.504 tỷ đồng. Tại thời điểm định giá lại các mã tài sản trên, vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, đối với 1.166 mã tài sản, để đảm bảo cho 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan, thì công ty thẩm định giá Hoàng Quân SCB thuê thẩm định lại. Chỉ định giá 726 mã tài sản, 440 mã tài sản còn lại không định giá vì các tài sản là cổ phần cổ phiếu quyền tài sản bất động sản, không đủ hồ sơ pháp lý tài sản. Một số tài sản không thuộc phạm vi định giá lại. Đồng thời, trong 726 mã tài sản có giá trị định giá được, Công ty thẩm định giá Hoàng Quân cũng cho rằng có 209 mã tài sản không đủ điều kiện pháp lý để tiến hành xử lý tài sản vì không có hợp đồng thế chấp cầm cố, hợp đồng thế chấp chưa được công chứng, tài sản chưa đăng ký, giao dịch đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho bị cáo để đưa vào SCB, giúp SCB giải quyết bài toán kinh tế tài chính trong ngân hàng. Bên cạnh đó, theo bị cáo Lan, bị cáo không gây thiệt hại cho SCB nhưng cam kết đưa tài sản của mình vào để giúp SCB khắc phục hậu quả. Khi được hỏi về số hút cổ phần của bị cáo Lan và bạn bè tại SCB, bị cáo Lan trình bày sẽ ủy quyền số cổ phần của bị cáo, đồng thời có thể trao đổi với bạn bè của bị cáo để ủy quyền toàn bộ số cổ phần cho ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày cụ thể hơn, nếu được hội đồng xét xử hỗ trợ, bị cáo có thể liên hệ với các cổ đông nước ngoài này, không hủy ngang cổ phần tại SCB, từ đó có thể đảm bảo một phần nào thu hồi khắc phục thiệt hại cho SCB. Thông qua câu hỏi của các luật sư, các lãnh đạo SCB khai từ trước đến nay họ không làm việc với các cổ đông nước ngoài và do Trương Mỹ Lan thực hiện. Theo cáo trạng tính đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan sở hữu chi phối 1.394.253.393 cổ phần ngân hàng SCB chiếm 91,536% vốn điệu lệ do 27 pháp nhân cá nhân đứng tên giúp. Trong số 27 pháp nhân này, có 5 pháp nhân là cổ đông nước ngoài là Noble Capital Group Limited 9,4%, Glory Capital Investment Limited 4,6%, Galaxy Capital Investment Development Limited 4,6%, Day Glory Development Limited 4,6%, Reagan Fund Investment Limited 4,6%. Luật sư Phan Trung Hoài, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là người đầu tiên tham gia xét hỏi ông phan trung hoài đã đặt câu hỏi đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng scb nhằm làm rõ vai trò của trương mỹ lan tại ngân hàng scb mối quan hệ giữa trương mỹ lan và các bị cáo này về tầm ảnh hưởng của trương mỹ lan tại scb bùi anh dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb khai trương mỹ lan thường mở các cuộc họp với sự tham dự của dũng cùng trương khánh hoàng khi đó giữ quyền tổng giám đốc ngân hàng scb Trần Thị Mỹ Dung, khi đó là phó tổng giám đốc ngân hàng SCB để bàn về công việc tại ngân hàng. Bùi Anh Dũng thừa nhận, trong thời gian làm việc tại SCB, tất cả vấn đề từ kinh doanh đến nhân sự, mình đều xin ý kiến Trương Mỹ Lan. Theo bị cáo Dũng, Trương Mỹ Lan là người kinh doanh giỏi và được nhiều người kính nể trên thương trường. Lý giải về vai trò của mình tại ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng cho hay bản thân có xuất phát điểm từ nhân viên ngân hàng nên đến khi làm chủ tịch hội đồng quản trị, Dũng chỉ nghĩ mình như những nhân viên khác đi làm thuê cho ngân hàng. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB khai, bản thân bắt đầu làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 9 năm 2022 với cương vị phó tổng giám đốc. Có nhiệm vụ quyền hạn trong việc phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của mình. Dung cho biết trên hồ sơ pháp lý, Dung được Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB tiến cử làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, trên thực tế, việc bổ nhiệm Dung là do Trương Mỹ Lan quyết định. Dung thừa nhận, thường xuyên gặp và trao đổi công việc với Trương Mỹ Lan trong thời gian làm việc tại SCB. Bên cạnh đó, Dung còn nhận chỉ đạo trực tiếp từ Lan để truyền đạt chỉ đạo các thành viên tại ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng. Dung thừa nhận, biết việc Trương Mỹ Lan đưa tài sản của mình vào SCB để tái cơ cấu ngân hàng, trong đó giai đoạn bắt đầu từ năm 2012. Trương Mỹ Lan có đưa một số tài sản như tòa nhà Sài Gòn Times Square, chợ vải, khách sạn Windsor vào tái cơ cấu để làm phương án vay mới, nguồn tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ, Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Dung không thấy Trương Mỹ Lan đưa tài sản vào để tái cơ cấu SCB. Tương tự, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB cho biết, Trương Mỹ Lan là người đề cử mình lên làm phó tổng giám đốc ngân hàng vào tháng 5 năm 2021. Trước khi làm việc ở SCB, Hoàng từng làm ở các công ty tập đoàn bất động sản. Sau đó, thông qua Nguyễn Phương Hồng gặp và được Trương Mỹ Lan bổ nhiệm làm lãnh đạo ngân hàng SCB. Bị cáo Hoàng Khai, dưới góc nhìn của mình, Trương Mỹ Lan là người đỡ đầu của ngân hàng SCB, đa phần các tài sản thuộc quyền quản lý của Lan. Lan là người quyết định điều hành hoạt động của SCB. Việc bổ nhiệm lãnh đạo SCB thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, nhưng Trương Mỹ Lan là người đề bạc bổ nhiệm các vị trí cấp cao ở SCB. Ngoài ra, việc tái cơ cấu các khoản nợ của SCB đa phần thuộc về nhóm của Trương Mỹ Lan. Ngày 13 tháng 3, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 12 tháng 3 tại thôn Lập Trí, xã Minh Trí. Thời điểm trên, có một đôi vợ chồng cư trú tại thôn này xảy ra xích mích do mâu thuẫn gia đình. Quá trình mâu thuẫn, người chồng đã dùng hung khí tấn công khiến vợ trọng thương tử vong sau đó. Theo thông tin từ nhiều người dân tại thôn Lập Chí, trước khi gây án người chồng có dấu hiệu say xỉn. Sau khi gây án, người chồng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ án này, một số người thắc mắc nếu giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh có được giảm nhẹ hình phạt hay không. Điều 125 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh như sau: Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội đối với hai người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Như vậy căn cứ quy định nêu trên, người phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh và xuất phát từ nguyên nhân do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì vẫn bị phạt tù mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Hôm nay 13 tháng 3, một lãnh đạo công an huyện Cư Kuin thông tin, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Văn Thiện 35 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Đối tượng này đã dùng dao súng hai lần truy sát một phụ nữ ở xã Ea Tiêu. Quá trình làm việc với công an đối tượng khai nhận vào năm 2017, Thiện vào tỉnh Đắk Lắk ở nhờ nhà một người quen tại xã Ea Tiêu, gần nhà chị NTBH trong quá trình sinh sống ở đây đã xảy ra mâu thuẫn với chị Hát nên Thiện nảy sinh ý định sát hại chị để trả thù. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, khi chị Hát đang ở nhà, Thiện đã xông vào dùng dao chém thẳng người chị gây thương tích. Em trai chị Hát chạy ra ngăn cản cũng bị Thiện chém vào tay, phải nhập viện. Sau đó chị Hát trình báo cơ quan công an. Gây án xong đối tượng bỏ trốn nên đến tháng 8 năm 2023, công an huyện Cư Cư In ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã thiện trên toàn quốc. Dù đang bị truy nã nhưng đến ngày 11 tháng 1 năm 2024, thiện từ Campuchia quay về rồi xông vào nhà chị Hát dùng súng bắn hai phát về phía nạn nhân. Tuy nhiên, chị Hát kịp né tránh khiến viên đạn sượt qua da, chị nhanh chóng chạy vào nhà khóa trái cửa phòng nên thiện không vào được và bỏ đi. Trước sự nguy hiểm manh động của người này, Công an huyện Cư Quyên đã xác lập chuyên án phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắc, lập tổ công tác để truy xét. Ngoài ra, Công an cũng cắt cử lực lượng để bảo vệ an toàn cho gia đình chị Hát. Quá trình truy bắt Thiện, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn vì Thiện liên tục thay đổi địa điểm, lẫn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và ở Campuchia. Đến ngày 10 tháng 3, Thiện bất ngờ xuất hiện tại một láng trại của người dân ở xã Tân Thành, huyện Krono, tỉnh Đắk Nông. Khoảng 20 giờ cùng ngày, công an đã khống chế bắt giữ đối tượng, thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và hai cây dao rượu. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận sau khi dùng súng bắn chị Hát thì đã bỏ trốn sang tỉnh Gia Lai và qua Campuchia. Đến ngày 9 tháng 3, Thiện từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh rồi lên Đắk Nông lẫn trốn thì bị công an bắt giữ. Thiện đã mua khẩu súng cùng 11 viên đạn của một người Campuchia tại khu vực biên giới với giá 6,5 triệu đồng. Như đã đưa tin, sau khi bị bắn trượt, lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình. Ngoài việc báo công an, chị Hát đã đăng tải thông tin đối tượng thiện lên mạng xã hội để mọi người ai phát hiện trình báo công an. Liên quan vụ việc, chị Hát cho biết đã gửi thư cảm ơn công an tỉnh Đắk Lắc, công an huyện Cư Cư In và công an xã Ea Tiêu vì đã nhanh chóng bắt được người nhiều lần truy sát bà. Theo bà Hát, sau khi bị ông Thiện truy sát, bà rất hoảng loạn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã luôn túc trực bảo vệ gia đình bà được an toàn cho đến khi bắt được ông Thiện.